Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Làm việc cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh Hoa Kỳ cảnh báo Nga có thể chuyển sang tấn công nghệ hệ thống giao thông Ukraine. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề ISW, Russia may shift to attacking Ukraine's transportation systems. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Lan Vi. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ gọi tắt là ISW viết trong báo cáo ngày 23 tháng 4 rằng các lực lượng Nga có thể chuyển trọng tâm trong những tuần tới sang tấn công vào cơ sở hạ tầng giao thông của Ukraine. Mặt thư khoa đã tăng cường các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái nhằm vào mạng lưới năng lượng của Ukraine vào mùa xuân năm 2024, lợi dụng sự chậm trễ trong viện trợ của phương Tây dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về đạn dược và phòng không. Cuộc tấn công không làm sụp đổ được mạng lưới điện của Ukraine nhưng đã phá hủy các cơ sở quan trọng ở nhiều thành phố. Việc Quốc hội Mỹ thông qua gói hỗ trợ an ninh trị giá 61 tỷ Mỹ Kim được chờ đợi từ lâu có nghĩa là năng lực quốc phòng của Ukraine đã sớm được tăng cường đáng kể. ISW cho biết trong khi Ukraine chờ vũ khí mới đến, các lực lượng Nga sẽ tiếp tục tấn công nhằm gây thiệt hại tối đa cho cơ sở hạ tầng và năng lực cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Theo ISW, Nga cũng có thể thay đổi chiến thuật, chuyển sự chú ý từ cơ sở hạ tầng năng lượng sang mạng lưới giao thông nhằm ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí đến tiền tuyến. Các nhà phân tích cho biết, các lực lượng Nga có thể chuyển mục tiêu đã đặt ra để tấn công cơ sở hạ tầng giao thông, hậu cần và kho quân sự của Ukraine. ISW dự đoán một phần dựa trên nhận xét của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, người đã tuyên bố tại hội nghị của Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 23 tháng 4 rằng mặt tư khoa sẽ leo thang các cuộc tấn công nhằm vào các trung tâm hậu cần và cơ sở lưu trữ vũ khí của Ukraine. Các cuộc tấn công vào ngày 19 tháng 4 của Nga vào tỉnh Dnipropetrovsk nhằm vào nhà ga hỏa xa thành phố Dnipro cũng chỉ ra mối đe dọa mới đối với cơ sở hạ tầng giao thông Ukraine. ISW cho biết các cuộc tấn công mở rộng nhằm vào các hệ thống giao thông có thể là một phần trong chiến lược nhằm cản trở tuyến đường liên lạc và hậu cần của lực lượng Ukraine. Các nhà phân tích cho biết, Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể hy vọng rằng nỗ lực ngăn chặn phối hợp sẽ hạn chế khả năng của Ukraine trong việc phân bổ đầy đủ nhân lực và trang thiết bị cho các khu vực quan trọng của mặt trận và trì hoãn các khả năng được cải thiện mà sự hỗ trợ an ninh của Mỹ sẽ mang lại cho lực lượng Ukraine. Ukraine được bảo đảm sẽ có sự tăng cường ATACM từ Mỹ, tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Ukraine secures ATACM boost from US. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Ukraine sẽ nhận được hỏa tiễn tầm xa đáng mơ ước từ Mỹ sau khi Hạ viện viện trợ cho Kyiv hơn 60 tỷ Mỹ Kim. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ Ba, hôm nay chúng ta có một kết quả, mọi thứ đã được quyết định trong các cuộc đàm phán ATACM cho Ukraine. Hôm thứ Bảy, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua khoản hỗ trợ trị giá 60 tỷ Mỹ Kim có khả năng thay đổi cục diện cuộc chơi cho Kyiv sau khi nước này trì hoãn tại Quốc hội trong nhiều tháng vì sa lầy vào đấu đá chính trị nội bộ. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai cho biết, Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện với Tổng thống Zelensky, bảo đảm với ông rằng chính quyền Tổng thống Biden sẽ nhanh chóng cung cấp các gói hỗ trợ an ninh mới quan trọng cho nhu cầu phòng không và chiến trường khẩn cấp của Kyiv một khi viện trợ được thông qua Thượng viện để Tổng thống ký. Phát ngôn nhân Ngũ Sắc Đài, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết, chúng tôi sẵn sàng phản ứng rất nhanh nếu được chỉ đạo cung cấp vũ khí và đạn dược rất cần thiết cho Ukraine. ATACM hay hệ thống hỏa tiễn chiến thuật quân đội là hệ thống vũ khí pháo binh đất đối đất có thể bắn hỏa tiễn tấn công các mục tiêu cách xa khoảng 460 km. Ukraine ra mắt ATACM vào tháng 10 năm 2023, sử dụng một biến thể cụm hỏa tiễn để tấn công hai căn cứ của Nga ở Ukraine do mặt tư khoa kiểm soát và làm hư hại một loạt 31 máy bay trực thăng. Kyiv đã sử dụng hỏa tiễn ATACM có tầm bắn khoảng 160 km, có thể bắn vào các mục tiêu của Nga bằng hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao gọi tắt là HIMARS mà nước này cũng nhận được từ Mỹ. Không rõ chính xác khi nào viện trợ quân sự mới sẽ đến tiền tuyến, nhưng
Chủ tịch Tình báo Thượng viện Mark Warner nói với CBS vào Chủ nhật rằng các phần của gói viện trợ sẽ được chuyển đến vào cuối tuần. Ông nói thêm, chính quyền Tổng thống Biden đã chuẩn bị cung cấp ATACMS cho Ukraine trong vài tháng qua. Vào giữa tháng 2, có thông tin cho rằng Mỹ ủng hộ việc gửi ATACMS tầm xa tới Ukraine để thực hiện các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea do Nga nắm giữ. Khả năng tấn công tầm xa từ lâu đã là ưu tiên hàng đầu của Kyiv, cùng với đạn dược để duy trì hoạt động của hệ thống pháo binh Ukraine và hệ thống phòng không, để bảo vệ các trung tâm dân cư và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Zelensky cho biết hồi đầu tháng này rằng Nga có thể bắn số lượng đạn pháo gấp 10 lần so với quân đội Ukraine, có nghĩa là Bắc Tư Khoa sẽ đẩy lùi chúng tôi mỗi ngày. Ông nói với PBS rằng các hệ thống phòng không đã không thể đánh chặn tất cả hỏa tiễn của Nga bắn vào nhà máy điện tử Tripiska vào giữa tháng 4 vì Ukraine không có hỏa tiễn. Các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy cơ sở Tripiska hồi đầu tháng này. Đây là một trong những nhà máy điện lớn nhất Ukraine và đã cung cấp năng lượng cho một số khu vực bao gồm cả Kyiv. Nga cảnh báo phương Tây đang nguy hiểm trên bờ vực xung đột giữa các cường quốc hạt nhân. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo rằng sự hỗ trợ của Mỹ, Anh và Pháp dành cho Ukraine đang gây ra những rủi ro chiến lược nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Ông Lavrov cho biết Mỹ và NATO bị ám ảnh bởi ý tưởng gây ra thất bại chiến lược cho Nga và có những rủi ro trong cuộc đối đầu như vậy, có thể dẫn đến mức độ nguy hiểm hạt nhân gia tăng, Reuters đưa tin. Ông Lavrov nói, người phương Tây đang bấp bênh nguy hiểm trên bờ vực của một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân gây ra nhiều hậu quả thảm khốc. Mối quan tâm đặc biệt là thực tế rằng chính Troika của các quốc gia hạt nhân phương Tây nằm trong số những nhà tài trợ chính cho chế độ tội phạm Kyiv, những kẻ khởi xướng chính cho nhiều bước đi khiêu khích khác nhau. Chúng tôi nhận thấy những rủi ro chiến lược nghiêm trọng trong việc này, dẫn đến sự gia tăng mức độ nguy hiểm hạt nhân. Putin hồi tháng 2 đã nói với các nước phương Tây rằng họ có nguy cơ kích động một cuộc chiến tranh hạt nhân nếu gửi quân đến Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng Mạc Tư Khoa có vũ khí để tấn công các mục tiêu ở phương Tây. Điều này liên quan đến một gợi ý do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra về việc các thành viên NATO Âu Châu có thể gửi quân bộ binh tới Ukraine. Một gợi ý nhanh chóng bị nhiều thành viên Liên hiệp Âu Châu bác bỏ và đề xuất của ông đã nhanh chóng bị bác bỏ. Các nhà phân tích an ninh phương Tây cho rằng các tuyên bố của Mạc Tư Khoa nhằm mục đích răn đe và đe dọa, nhưng chúng không ngăn cản Mỹ và các đồng minh NATO cung cấp viện trợ, thông tin tình báo, huấn luyện và vũ khí cho Ukraine, bao gồm cả xe tăng và hỏa tiễn tầm xa. Điện Cẩm Linh cảnh báo Nga sẽ tăng cường tấn công vũ khí phương Tây ở Ukraine. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề: Russia will ramp up strikes on Western arms in Ukraine, Kremlin warns. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo hôm thứ Ba rằng Mạc Tư Khoa sẽ tăng cường tấn công vào vũ khí phương Tây được cất giữ ở Ukraine. Ông ta nói như thế, nhưng không đưa ra được bất cứ biện pháp cụ thể nào để giải thích ông ta sẽ tăng cường như thế nào, khiến nhiều quan sát viên đánh giá rằng đó chỉ là một phản ứng hằn học, lúng túng và mê sảng. Phản ứng của Điện Cẩm Linh được đưa ra vài ngày sau khi Mỹ cuối cùng đã phê duyệt gói viện trợ quân sự khổng lồ mới để giúp Ukraine chống lại cuộc xâm lược toàn diện của Putin. Các công ty quốc phòng của Pháp và Đức cũng đã bắt đầu thành lập các cơ sở địa phương ở Ukraine để bảo trì vũ khí, là bước đầu tiên hướng tới sản xuất vũ khí ở nước này. Theo hãng truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cho biết, chúng tôi sẽ tăng cường cường độ các cuộc tấn công vào các trung tâm hậu cần và kho chứa vũ khí của phương Tây. Sau khi Hạ viện phê duyệt gói viện trợ trị giá 60 tỷ Mỹ Kim của Mỹ hôm thứ Bảy sau nhiều tháng bị đình trệ, chính quyền Tổng thống Biden đang chuẩn bị một đợt viện trợ quân sự lớn hơn bình thường cho Ukraine, bao gồm xe thiết giáp, bên cạnh pháo binh và xe thiết giáp cần thiết khẩn cấp, phòng không
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ đã phá hủy hơn 22.000 máy bay không người lái của Ukraine, 3.500 hỏa tiễn HIMARS và 600 hỏa tiễn kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Máy bay không người lái tấn công thầm lặng mới của Ukraine đặt người Nga vào thế phòng thủ. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề New Ukrainian Silent Attack Drones Put Russians on the Defensive. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Theo cựu giám đốc cơ quan vũ trụ Mạc Đức Hòa, các lực lượng Nga ở miền nam Ukraine đang phải áp dụng chiến lược phòng thủ mới để đối phó với các phiên bản cập nhật im lặng của máy bay không người lái tấn công hạng nặng của Ukraine. Kyiv đã tăng phạm vi và khả năng tàng hình của máy bay không người lái Papa Yaga. Dmitry Rogozin, cựu giám đốc Roscosmos, thừa nhận trong một tuyên bố hôm thứ Ba. Khi cuộc chạy đua giành ưu thế của máy bay không người lái đang diễn ra sau hơn 2 năm diễn ra cuộc chiến toàn diện ở Ukraine. Chúng tôi sẽ tiêu diệt chúng sau khi nghiên cứu được thói quen, lộ trình và chiến thuật của chúng. Rogozin nói thêm trong một bài đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Điều quan trọng không phải là bắn hạ máy bay không người lái, mà là tiêu diệt những người điều khiển chúng bằng cách tìm ra nơi ẩn náu của chúng. Rogozin, một quan chức do Mạc Tư Khoa bổ nhiệm tại khu vực phía nam Zaporizhia sáp nhập của Ukraine, cho biết thêm. Các lực lượng Nga phát hiện các máy bay không người lái đang lao tới bằng cách sử dụng camera nhìn đêm đặt xung quanh rìa vị trí của họ, thay vì lắng nghe tiếng kêu của máy bay không người lái. Ông nói, các máy bay không người lái mới của đối phương không thể nghe được, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng trong phạm vi chụp ảnh nhiệt ở khoảng cách vài km. Rogozin trước đây đã coi máy bay không người lái Baba Yaga là cực kỳ nguy hiểm đối với quân đội Nga, được triển khai theo cặp cùng với máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất. Samuel Bendett, thuộc tổ chức nghiên cứu CNA của Mỹ, nói với Newsweek hồi đầu tháng này rằng, máy bay không người lái được cho là một máy bay không người lái nông nghiệp đã được sửa đổi, thường được thiết kế dưới dạng máy bay 4 cánh, 6 cánh hoặc bạch tuộc. Nga đang cố gắng chế tạo máy bay không người lái tương đương của riêng mình, nhưng hiện không có loại tương tự như Baba Yaga, Bendett cho biết và cho biết thêm. Người Ukraine là chuyên gia trong việc điều khiển các máy bay không người lái này. Rogozin thừa nhận sự tiến bộ của Ukraine trong công nghệ máy bay không người lái, đồng thời nói thêm hôm thứ Ba. Đây không còn là việc biến máy bay không người lái nông nghiệp thành máy bay không người lái chiến đấu nữa, mà là một loại máy bay không người lái hạng nặng, loại trực thăng riêng biệt, có động cơ điện và pin mạnh để tăng phạm vi hoạt động, ông nói thêm. Cuộc chiến tổng lực kéo dài hơn 2 năm ở Ukraine đã thúc đẩy sự phát triển máy bay không người lái nhanh chóng và thường mang tính đổi mới, khiến cả Kyiv và Mạc Tư Khoa không ngừng nỗ lực để vượt mặt đối phương. Máy bay không người lái được sử dụng rộng rãi trên khắp chiến trường. Nhiều loại trong số đó được thiết kế để hướng tới mục tiêu và phát nổ, thu thập thông tin tình báo hoặc hướng dẫn các cuộc tấn công bằng pháo binh. Mikhailo Fedorov, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Kyiv, nhà lãnh đạo các nỗ lực sử dụng máy bay không người lái của Ukraine chống lại Nga, nói với Newsweek vào tháng 12 rằng, đôi khi chúng hoạt động hiệu quả hơn cả pháo binh. Cuộc xung đột đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện không người lái trên mặt đất, trên không và dưới nước. Mạc Tư Khoa và Kyiv được cho là đã tiêu diệt hàng trăm máy bay không người lái mỗi ngày. Ukraine mất gì khi chờ dự luật viện trợ Mỹ thông qua? Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề What Ukraine Lost While Waiting for the USA Bill to Pass. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Lan Vy. Dự luật viện trợ của Hoa Kỳ được chờ đợi từ lâu đã được thông qua tại Hạ viện và cuối tuần qua nhanh chóng được theo sau bởi sự thở phào nhẹ nhõm chung ở Ukraine và các đồng minh của nước này. Nhưng sự thất vọng về sự chậm trễ do đấu đá chính trị nội bộ trong Quốc hội gây ra vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, khi Kyiv phải đối mặt với một vài tuần bấp bênh khi chờ đợi vũ khí và đạn dược cực kỳ cần thiết được chuyển đến. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với MSNBC ngày 21 tháng 4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết sự chậm trễ đã gây ra hậu quả thực sự cho Ukraine. Stoltenberg nói, trong nhiều tháng, người Ukraine đã bị áp đảo về vũ khí, khoảng 1-5, 1-10,
tùy thuộc vào phần nào của chiến tuyến mà bạn đang nói đến. Ông nói thêm, chúng tôi nhận thấy rằng ít hỏa tiễn và máy bay không người lái của Nga bị bắn hạ chỉ vì người Ukraine thiếu hệ thống phòng không và đạn dược. Hạ viện Mỹ hôm 20 tháng 4 đã thông qua dự luật viện trợ trị giá 61 tỷ Mỹ Kim cho Kyiv chấm dứt nhiều tháng bế tắc bắt đầu từ gần 7 tháng trước. Nhưng điều chắc chắn là tình hình đã xấu đi đáng kể trên một số mặt trận trong thời gian này. Các quan chức phương Tây và Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Joe Biden, đã không ngại đổ lỗi. Mặc dù chiến tuyến ở Ukraine chỉ thay đổi từng bước so với các giai đoạn trước của cuộc chiến, nhưng những tiến bộ đạt được đều có lợi cho Nga. Sự chậm trễ trong viện trợ của Mỹ có nghĩa là Ukraine đã kiên quyết ở thế phòng thủ, trao quyền chủ động trên toàn chiến trường cho lực lượng mặc tư khoa. Katerina Stepanenko, nhà phân tích Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, nói với Reuters hôm 22 tháng 4 rằng viện trợ đến quá muộn do tình trạng thiếu hụt trang thiết bị khiến Ukraine mất thế chủ động vào tháng 10 năm 2023. Stepanenko nói thêm rằng Ukraine đã mất 583 km vuông lãnh thổ vào tay lực lượng Nga kể từ đó, phần lớn là do thiếu đạn pháo. Mất lãnh thổ đáng kể nhất đối với Ukraine là thành phố Avdiivka ở tỉnh Donetsk đã rơi vào lực tay lực lượng Nga vào ngày 17 tháng 2 sau cuộc tấn công liên tục của quân đội Điện Cẩm Linh kéo dài nhiều tháng. Phát ngôn nhân Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby cảnh báo tình trạng thiếu đạn pháo có thể dẫn đến việc mất thành phố. Sau khi Avdiivka thất thủ, Tổng thống Biden thẳng thừng đổ lỗi cho sự chậm trễ trong viện trợ của Mỹ. Sáng nay, quân đội Ukraine đã buộc phải rút khỏi Avdiivka sau khi binh lính Ukraine phải phân bổ đạn dược do nguồn cung cấp ngày càng cạn kiệt do quốc hội không hành động, dẫn đến những thắng lợi đáng chú ý đầu tiên của Nga sau nhiều tháng. Tổng thống Biden nói trong một tuyên bố vào ngày 17 tháng 2 sau một cuộc gọi với Zelensky. Bất chấp những bước tiến của Nga, chiến dịch Avdiivka cũng khiến Nga vô cùng tốn kém về nhân lực và trang thiết bị. Mặc tư khoa được cho là đã mất hơn 20.000 quân, 199 xe tăng và 481 xe chiến đấu bọc thép trong khu vực đó chỉ trong tháng Giêng và tháng 2 năm 2024. Những nỗ lực của Nga nhằm chiếm lãnh thổ Ukraine vẫn tiếp tục khi họ cố gắng tận dụng khoảng thời gian giữa thời điểm dự luật viện trợ được thông qua và viện trợ thực sự đến chiến trường. Quân đội Ukraine hôm 22 tháng 4 cho biết khoảng 20.000 đến 25.000 binh sĩ Nga hiện đang cố gắng tấn công Chasivya và các khu vực định cư ở ngoại ô thị trấn. Trong mùa thu đông năm 2022 đến năm 2023, Nga gần như đạt được mục tiêu phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng ở các thành phố của Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kyiv. Chiến dịch này là một trong những yếu tố chính dẫn tới sự gia tăng các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp, trong đó có Patriot do Mỹ sản xuất. Trong phần lớn thời gian còn lại của năm 2023, nhiều cuộc tấn công trên không của Nga và Kyiv đã bị ngăn chặn thành công. Sự tập trung đông đảo của máy bay không người lái và hỏa tiễn đã khiến người dân nhiều đêm mất ngủ, nhưng những vụ nổ khiến họ tỉnh táo, đặc biệt là âm thanh của đạn bị lực lượng phòng không mới đánh chặn và phá hủy. Kể từ đầu năm 2024, đó là một câu chuyện rất khác. Các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái hàng loạt của Nga tuy ít thường xuyên hơn nhưng lại có sức tàn phá lớn hơn nhiều khi Ukraine cạn kiệt đạn dược cần thiết cho hệ thống phòng không của mình. Không nơi nào điều này được minh họa rõ ràng hơn ngày 14 tháng 4 khi nhà máy nhiệt điện Tripelia ở thành phố Ukrainka thuộc tỉnh Kyiv bị phá hủy hoàn toàn. Trong cuộc phỏng vấn ngày 16 tháng 4, Zelensky đã nói rõ lý do tại sao 4 trong số 11 hỏa tiễn bắn vào nhà máy lại tấn công thành công. Tại sao? Bởi vì không có hỏa tiễn, chúng tôi đã dùng hết tất cả hỏa tiễn bảo vệ nhà máy nhiệt điện Tripelia, Tổng thống nói. Các thành phố khác của Ukraine có ít phòng thủ hơn Kyiv, thậm chí còn ở tình trạng tồi tệ hơn. Thị trưởng Kharkiv Iko Terakov ngày 17 tháng 4 cho biết ông tin rằng thành phố của ông có nguy cơ trở thành Aleppo thứ hai nếu không được hỗ trợ để có được hệ thống phòng không. Nga gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Kharkiv, nơi có dân số 1,4 triệu người vào năm 2021, bằng việc sử dụng hỏa tiễn, bom lượng và máy bay không người lái, phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng và giết hại dân thường. Vào tháng 3, các cuộc tấn công được cho là đã làm hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn 80% công suất sản xuất nhiệt của D-Tech, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất ở Ukraine. Ngày 23 tháng 4, nhà điều hành năng lượng quốc doanh
Yurenko của Ukraine cho biết nước này phải đối mặt với tình trạng thiếu điện do Nga tấn công vào hệ thống năng lượng, buộc Kyiv phải tạm thời hạn chế cung cấp điện cho các doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp. Mặc dù khó có thể quy trực tiếp những cái chết của dân thường là do sự chậm trễ trong viện trợ của Hoa Kỳ, dữ liệu từ Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho thấy xu hướng chung về số người chết và bị thương đã giảm, lại tăng trở lại vào tháng 12 và tháng Giêng, trùng với các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái ngày càng hiệu quả của Nga. Số liệu của Liên Hiệp Quốc không bao gồm số người chết và bị thương ở Ukraine bị tạm chiếm và con số thực gần như chắc chắn cao hơn nhiều trong suốt cuộc chiến. Liên Hiệp Quốc cũng báo cáo rằng ít nhất 604 thường dân Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương trong tháng 3, tăng 20% so với tháng trước. Về số người chết trên chiến trường, không có dữ liệu công khai về số quân Ukraine thiệt mạng, trong khi dự luật viện trợ của Mỹ đang được tranh luận, nhưng ông Zelensky cho biết vào tháng 2 rằng tổng số người thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga là khoảng 31.000 người. Không có số liệu chính thức kể từ đó, nhưng có một điều chắc chắn là càng có nhiều binh sĩ Ukraine thiệt mạng trên chiến trường khi thì cuộc chiến càng kéo dài. Một trong số họ là Pavlo Petrenchenko. Trước cuộc xâm lược toàn diện, Petrenchenko là một nhà hoạt động nổi tiếng ở Kyiv, người đã đấu tranh để truy tố các quan chức Ukraine tham nhũng. Anh gia nhập quân đội được 2 tháng sau khi tham chiến và là một trong những người lính đã giải phóng một phần miền nam Kherson trong cuộc phản công vào mùa thu năm 2022. Petrenchenko nằm trong số binh sĩ đã giải phóng một phần phía nam tỉnh Kherson vào mùa thu năm 2022 và tham gia vào cuộc giao tranh ác liệt ở phía đông tỉnh Donetsk. Trong khi chiến đấu, anh ta vẫn cố gắng duy trì hoạt động tích cực của mình, tạo ra một bản kiến nghị cấm cờ bạc trực tuyến và quyền truy cập vào sòng bạc trực tuyến dành cho quân nhân trong thời gian thiết quân luật, điều mà anh ta nói là có ảnh hưởng tiêu cực đến một số binh sĩ. Nó đã hoạt động sau khi đạt được những chữ ký cần thiết. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký một sắc lệnh vào ngày 20 tháng 4 để hạn chế cờ bạc trực tuyến ở Ukraine, bao gồm cả lệnh cấm quân đội cho đến khi hết thiết quân luật. Bi kịch thay, Petrenchenko đã không còn sống để chứng kiến điều này. Và ngày 15 tháng 4, chỉ một ngày trước sinh nhật lần thứ 32 của mình, anh đã thiệt mạng trong trận chiến ở tỉnh Donetsk. Nga thả hỏa tiễn X-59 xuống Belgorod trong vụ tự đánh bom mới nhất, tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Russia drops X-59 missile on Belgorod in latest cell bombing. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Nga đã thả nhầm một hỏa tiễn xuống lãnh thổ của mình gần biên giới Ukraine, đánh dấu vụ tự đánh bom mới nhất trong cuộc chiến đang diễn ra. Một hỏa tiễn X-59 được phát hiện tại một cánh đồng gần làng Krasnoye thuộc vùng Belgorod của Nga vào ngày 19 tháng 4. Astra đưa tin trên kênh Telegram hôm thứ Hai. Quân đội đã phải tiêu diệt nó ngay tại chỗ, không có thiệt hại nào và cũng không có nạn nhân, cơ quan truyền thông độc lập của Nga cho biết. Belgorod nằm gần biên giới Ukraine và là nơi có nhiều căn cứ quân sự và cơ sở huấn luyện của Nga. Khu vực này đã rung chuyển bởi các vụ nổ trong suốt cuộc xâm lược Ukraine của Putin. Chính quyền địa phương thường xuyên báo cáo về các máy bay không người lái trong khu vực. Đã có nhiều sự việc được báo cáo trong năm nay liên quan đến việc quân đội Nga vô tình làm rơi đạn dược và hỏa tiễn trên lãnh thổ của mình. Astra cho biết, chỉ riêng trong tháng 3 và tháng 4, lực lượng Mặc Tư Khoa đã thả nhầm ít nhất 21 quả bom từ máy bay của họ xuống đất Nga hoặc trên các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm của Ukraine. Cơ quan truyền thông này nói thêm rằng, chính quyền Nga có xu hướng che đậy các vụ việc, nói rằng đó chỉ là sự xả đạn bất thường. Mặc Tư Khoa cũng cho biết đã có đợt thả khẩn cấp đạn dược hàng không. Astra nói, không có câu trả lời chính xác tại sao điều này lại xảy ra. Astra cho biết, vào ngày 27 tháng Giêng, Nga đã vô tình thả bom trên không FAB do Liên Xô thiết kế xuống Belgorod 2 lần. Chúng không phát nổ hay gây thương vong và được tháo ngòi nổ vào ngày hôm sau. Vài ngày trước đó, vào ngày 21 tháng Giêng, tờ báo này cho biết một quả bom khác của FAB đã được thả xuống một trong những con đập của chính họ ở Belgorod. Và vào ngày 13 tháng Giêng, Nga đã thả hỏa tiễn Kaliber xuống khu vực Krasnodar, nằm ở vùng Bắc Kharkaz ở miền nam nước Nga, 2 lần trong một ngày. Astra đưa tin, hỏa tiễn Kaliber đầu tiên của Nga đã rơi ở khu vực giữa các làng Paloskaya và Atamanskaya vào buổi sáng, còn hỏa tiễn thứ hai rơi xuống một cánh đồng vào buổi tối,
không gây thương vong hay thiệt hại. Tờ báo này trích dẫn các nguồn tin từ cơ quan dịch vụ khẩn cấp của khu vực, nhà phân tích quân sự Nga Ian Matveev và các nhà phân tích từ đội tình báo xung đột. Ngày 2 tháng Giêng, một hỏa tuyến của Nga đã rơi xuống làng Petropavlovka ở vùng Voronezh, khiến 4 người bị thương. Hy Lạp và Tây Ban Nha đang chịu áp lực cung cấp các hệ thống phòng không cho Kyiv. Tờ Financial Times đưa tin Hy Lạp và Tây Ban Nha đang chịu áp lực ngày càng lớn từ các đồng minh Liên hiệp Âu Châu và NATO trong việc cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine. Các nguồn tin cho biết, trong hội nghị thượng đỉnh Brussels tuần trước, một số nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu đã kêu gọi Thủ tướng Tây Ban Nha và Hy Lạp Petro Sanchez và Kyriakos Mitsotakis cung cấp một số hệ thống của họ cho Kyiv, nơi có một danh mục các yêu cầu quân sự cực kỳ quan trọng, bao gồm đạn pháo, hỏa tiễn phòng không và hỏa tiễn tấn công sâu. Financial Times đưa tin lực lượng vũ trang kết hợp của Tây Ban Nha và Hy Lạp sở hữu hơn chục hệ thống Patriot, cũng như các hệ thống khác như S-300. Ukraine được cho là chỉ có hai hệ thống chống hỏa tiễn Patriot, một trong số đó được sử dụng để bảo vệ Kyiv, trong khi hệ thống còn lại được triển khai gần tiền tuyến hơn, khiến phần lớn đất nước bị nguy hiểm. Nga đã đánh sập một số nhà máy điện bằng cách bắn nhiều hỏa tiễn nhằm vào chúng, gây ra tình trạng thiếu điện ở một số vùng của Ukraine, trong đó có thành phố thứ hai là Kharkiv, nơi sinh sống của 1,3 triệu người. Chuột tập thể dục thể hình Ramzan Kadyrov. Tôi không chết đâu, hãy nhìn tôi đang tập tạ đây. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Jim Brad Zaman Kadyrov. I'm not dying, look at me pumping iron. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Hùng thần Chechnya Ramzan Kadyrov hôm thứ Ba đã cố gắng dập tắt những tin đồn về cái chết có thể xảy ra của ông bằng cách khoe chế độ tập luyện của mình trong một video tập thể dục theo phong cách tuyên truyền. Chiến binh tập luyện có râu Kadyrov vừa đổ mồ hôi trên máy ép băng ghế cho biết một ngày bận rộn kết thúc bằng việc tập luyện và tích cực. Hoạt động thể chất không chỉ cải thiện cơ thể mà còn cả tâm trạng của bạn. Lớp học buổi tối là cách tuyệt vời để thư giãn và nạp lại năng lượng cho bạn. Diện bộ đồ thể thao màu xanh và giày thể thao Nike, Kadyrov phải vật lộn với các hiệp tử tạ và vật lộn với đoàn tùy tùng, gồm những anh em tập thể dục hình thể giỏi nhất của đoàn Zini. Nhà lãnh đạo Chechen, một đồng minh của Tổng thống Nga và là người đam mê thể thao, nói thêm, hãy nhớ rằng chăm sóc sức khỏe của bạn là một khoản đầu tư cho tương lai. Sự kiên định và kiên trì sẽ đưa bạn đến thành công, cả trong thể thao và cuộc sống. Đầu ngày thứ Hai, Novaya Gazeta Europe, một tờ báo độc lập của Nga có trụ sở tại Latvia đưa tin, Kadyrov được chẩn đoán mắc bệnh hoại tử tuyến tụy vào tháng Giêng năm 2019, khiến Mạc Tư Khoa phải tìm kiếm người kế nhiệm ông. Kadyrov đã phải vào bệnh viện vào năm ngoái vì suy phổi cấp tính sau khi dùng quá liều thuốc an thần trước phẫu thuật. Tờ báo này đưa tin, trích dẫn các nguồn hiểu biết về vấn đề này. Kadyrov là nhà lãnh đạo Cộng hòa Chechen, có đa số người theo đạo Hồi ở Nga và được coi là một trong những đồng minh nổi bật nhất của Putin trong cuộc chiến tổng lực chống Ukraine. Sư nói, Ukraine đang đàm phán để thiết lập việc sản xuất chung hệ thống Patriot. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Ambassador. Ukraine in talks to set up joint production of Patriot systems. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Kyiv đang thúc đẩy Washington hợp tác sản xuất hệ thống phòng không Patriot để giúp Ukraine chống lại cuộc chiến của Nga. Đại sứ Ukraine tại Mỹ, Oksana Makarova cho biết trong cuộc phỏng vấn với Prada Âu Châu hôm 23 tháng 4. Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hệ thống phòng không trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga vào các trung tâm dân cư và cơ sở hạ tầng năng lượng ngày càng gia tăng.
hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất có hiệu quả cao trong việc đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo và hành trình của Nga, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ukraine cần 25 chiếc Patriot để bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công của Nga. Nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba cho biết, ông hiện đang tập trung vào việc bảo đảm 7 chiếc để bảo vệ các thành phố lớn nhất Ukraine. Theo Makarova, việc hợp tác sản xuất Patriot là một trong những vấn đề được thảo luận hàng đầu trong chuyến thăm Mỹ của Zelensky. Đây là một nhiệm vụ chiến lược toàn cầu quan trọng và là một yếu tố của hợp tác kinh tế. Nhưng đó cũng là sự gia tăng khả năng chiến đấu và sản xuất, những khả năng mà Ukraine cần ngay lập tức, đại sứ nói. Đại diện các doanh nghiệp Ukraine và Mỹ được cho là đã gặp nhau để thảo luận về đầu tư và hợp tác không chỉ về vũ khí mà còn về các nguyên liệu cần thiết để bắt đầu sản xuất. Karova nói thêm, chúng ta nên bắt đầu tự sản xuất nhiều sản phẩm, ít nhất là phụ tùng và nhiều nhất là những sản phẩm đã hoàn thiện. Ukraine có thỏa thuận sản xuất quốc phòng chung với một số nước, trong đó có Mỹ. Kyiv và Washington đã ký tuyên bố về ý định hợp tác sản xuất vũ khí vào tháng 12 năm 2023. Thỏa thuận giữa hai nước được cho là sẽ góp phần xây dựng các cơ sở sản xuất ở Ukraine để cung cấp vũ khí cho quân đội, đặc biệt là thiết bị phòng không và đạn dược, cũng như các dịch vụ sửa chữa và bảo trì. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.